Rồi lại tiếp tục, hồi nãy hôm nay em lên một cái Bucin Center chữa. Thì con này là chữa 4 tháng của chúng chị ha. Tơ đó, bò rất là đẹp. Thì ăn uống rất là tạp ăn ha. Chiều cam đó không sao, mát thâm chín bò đó. Chân cẳng em quan sát không có con, không có bú xe xuống lúng ruột gì hết ngang của chúng chị. Đây. Chân của nó nè. Đó, chân sau nè. Cùm đứng thẳng băng ha. Đuôi là dài đũng đắt luôn của chúng chị. Đuôi rất là đẹp. Đó. Đây, xe mặt nghiêm chỉnh của chúng chị. Chân trước nè. Lúng nè, dài đúng nhiễu hay như vậy. Té vú nè. Xe lưng cũng nghiêm chỉnh luôn. Ha. Đây. Đít nè. Con này thì chữ tơ ha. Đó, bán báo giá luôn, con này anh chủ nhà bán giá là 20 triệu 500. Ăn uống ăn cỏ là hết 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 có phải nói luôn nè, ăn nè ngủ ngủ luôn ha. Cô chú chị ở gần xa thấy ưng ý được bò này mua thì liên hệ cho em ha. Chân móng mà. Con này thì cô chú anh chị mình nuôi giống đi sinh sản rất tốt ha, để năm một không chú anh chị đó, đàn bô xin rất đẹp bò luôn nè. Ăn miệt mài luôn đó. Biết ăn uống có nó ăn uống cỡ nào hay không vậy. Đó, thì mong cô chú anh chị mình thấy được cái giá ưng ý mua được thì liên hệ cho em. Đó, giá tiền là 20 triệu 500 nhá, tán tại chuồng ha. Đó, giờ hình ảnh cũng gửi cho cô chú chị mình xem đầy đủ hết rồi, mong cô chú chị mình thấy giá ưng ý được mua thì liên hệ cho em nghe. Đòn dài đòn rồi, giờ hình ảnh gửi hết cô chú chị chân cẳng ha. Thì cô chú anh chị mình về trong vòng 3 4 bữa hay thăm khám lại cho em cái biết chỗ hay không hả chú anh chị đó. Rồi cô chú chị nào nghĩ được mua bọn này thì liên hệ cho em với giá là 20 triệu 500, giá bán là tại chuồng hen chú chị. Đây thì trước mặt chúng ta hình ảnh nè, hai bò cái nè, nó còn siêu đỏ nhé ha, cũng tầm 5 tháng 6 tháng, ăn uống mạnh hơn không có nóng la gì hết, ú bò ha, chân cẳng quan sát không có bú úp xe xuống lúng ruột gì hết nè. À thấy không, đúng rồi cô chú chị, siêu đỏ rất là đẹp, sái mặt này sái lưng này nghiêm chỉnh hết ha.
đầu tụi rỗi luôn, sau lưng nè. Đây. Đó. Con này thì chiều cao đâu không sao là 1m06 đôi giữa lưng là 1m bò ha. Đó. F1, xương to, con siêu này xương rất là to bò. À. Xương xương to hay giống chị, siêu đỏ. Anh good ạ. Vú nè, thấy không? Gặp mình nó đặt bò ha. Đá đoạn rất dài. Đây. Thì tới con Bushinter chữa này. Con này chữa 6 tháng 6 tháng rưỡi bò rồi ha. Đó. Con này thì chữa được 6 tháng 6 tháng rưỡi bò to chữa ha chú anh chị. Thì em bao chữa gì trong vòng 3 ngày thì cô chú anh chị phải thăm khám lại cho em cái ha. Xác minh coi có chữa hay không ha. Nếu không chữa thì bên em thu hồi bò về. Liên bò tơ chữa thì em chỉ bao chữa thôi nha. Đó. Chân cẳng nè, cô không có muốn quất xe xuống lúng luôn hết và lúng yếm mà cô chú anh chị. Vú rảnh nè ha, xuống vú nè. Đó, lúng. Con này em quan sát cũng sái mặt nè, rất là nghiêm chỉnh luôn. Yếm nè. Cặp mình lông da mỏng giớn ha. Nè, gu bọt luôn chú anh chị. Xe lưng là rất là tốt ha. Xe chính luôn. Thì chiều cao con này em đo giữa lưng là 1m25-26 bò ha. Nếu đo không sao phải 1m33-34 bò. Đó. Bò tơ mà nó tàn vậy thì sau này đẻ là còn nở ra luôn chú anh chị. Đít nè. Đó. Con này nó đẻ là còn nở là bò nữa ha. Nó còn phát triển chiều cao chiều ngang nữa nha. Đó thì em báo giá luôn, con này anh chủ nhà anh bán giá là 24 triệu ha, giá tại chuồng. Đó còn con siêu đỏ này thì bán giá là 13 triệu. Đó thì cô chú anh chị nói gần xa ưng ý được mua liên hệ cho em để mình sở hữu về mình làm giống ha, kinh tế. Đó. Chân nè, thấy không? Chân sao mà cứ như vậy. Lông da mới nhỏ mỏng, cặp mình là đắt đặt bò nè, hai con ha. Con giá 24, con giá 13, bán giá tại chuồng ha, giống chị. Đó. Cô chú chị ở gần xa thấy ưng ý được giá này mua thì liên hệ giùm em. Đó con cái siêu nè. Chiều cao không sao là 1m06 ha. Giữa lưng là 1m bò. Con này tầm 5 tháng nữa. Lên ăn uống rất là mạnh rồi, không có lóng ra hết của chú anh chị. Mình rất tốt bò ha. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đợi đến cho chú anh chị mình xem. Đó, lấy ưng ý được mua cái gì giá nè. Chân cẳng em bảo hành cô chú rồi, bao tặc lỗi lên kiểm tra bò trước khi thanh toán ha. Đó. Rồi rất đẹp. Đây con này nuôi sao là tàn phát triển chiều cao ha, thằng bự là tàn lớn luôn chú chị, bị mẹ nó rồi, mẹ bò bô xin bò bự đó là nè ha. Đây tới con bô xin nè, tơ chữa nè, chữa 6 tháng 6 rưỡi bò nè. Đó. Mình nè. Hết biết không. Đứt dạ. Đó, lưng thấy không? Đây. Quay
quay chi tiết cho cô chú nhìn xem nè. Rồi giờ hình ảnh gửi hết cô chú chị mình xem hết rồi, mong cô chú chị mình thấy cái giá ưng ý mua liên hệ cho mình em ha. Đó.